Trên đây áp lực quá trời áp lực luôn. Ráng đi Vũ ơi. Đúng là tay làm hàm nhai luôn, bên kia tay làm đây hàm nhai quá trời. Dùm ơi. Dùm ơi. Dùm ăn miếng đi ngon lắm. Rút miếng đi tiếp năng lượng. Ôi, cái dưa hấu này mà bầm nhuyễn cái tỏi ra là ngon lắm á nha. Chưa có nhuyễn lắm à, cái dưa hấu này mà bầm em nhuyễn. Em thấy là rút thêm vài miếng dưa hấu nữa hết giờ là kịp luôn á. Wow. Ok. Chứ thật ra là anh kêu chung xuống cũng không làm được gì đâu. Ủa gì đó. Tỏi Vũ ơi, tỏi, tỏi. Cái gì vậy? Bên kia là không được nhắc bài. Không có anh luyện giọng nơi tỏi, 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 tỏi. Lá lốt nữa nha, trời ơi, cái này quan trọng. Ê mà quan trọng là biết lá lốt là cái nào không? Lá lốt coi chừng lấy lộn lá chầu bà nha. Chầu bà đâu có ăn đâu mà lấy. Nấm, nấm. Nấm cái gì bên đó? 1, 2, 3, 4, 5. Ủa nghe đồn chị mới vừa có muốn xả. 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 Xả đâu. Nó không biết cây xả không nữa. Có xả. Rồi bên kia hết xả rồi. Ủa bên đây lấy hết xả rồi. Sao bạn Huy lấy ít quá vậy ta? Ăn khó chọn lọc quá vậy. Nó là áp lực luôn á. Ở trên nhà trên kia ăn không? Dạ em cảm ơn. Ôi ngon vậy. Wow. Rồi mời ăn nha. I hope it rains. Trên đây áp lực quá trời áp lực luôn. Ráng đi Vũ ơi. Cái lá đó thì cá nhân em sẽ làm sao? Nó chỉ một tấm sợ tấm sợ thôi. Trời ơi, người ta tấm sợ với nhau đó. Trời ơi, trời ơi, chị ơi, chị ơi. Tình cảm tôi dành cho anh là chân thật mà anh đối đãi nó. Trời ơi. Như vậy sao? Anh đổi kim cương đi rồi tôi nói. Anh cảm giác em đang làm phiền người ta đó. Ăn đi cho đỡ phiền. Đúng là tay làm hàm nhai luôn, bên kia tay làm đây hàm nhai quá trời. Dùm ơi. Dùm ơi. Dùm ăn miếng đi ngon lắm. Rút miếng đi tiếp năng lượng. Ôi, cái dưa hấu này mà bầm nhuyễn cái tỏi ra là ngon lắm á nha. Chưa có nhuyễn lắm à, cái dưa hấu này mà bầm nhuyễn. Em thấy là rút thêm vài miếng dưa hấu nữa hết giờ là kịp luôn á. Wow. Ok. Anh Vũ sẽ chọn quyền lợi. Hỏi ba câu hỏi. Hỏi ba câu hỏi. Chứ thật ra là anh kêu chung xuống cũng không làm được gì đâu. Ủa gì vậy? Thế mạnh của Trung mới là hoạt ngôn. Cho nên là ngôn ngữ sẽ rất là nhiều. Hỗ trợ người bạn của mình nha. Ok ok ok. Bên đây đọc thêm một bài thơ nữa có được tặng thêm một viên kim cương không? Không. Trả lời cho vui. Thì vui rồi. Hồi nãy mà vui vậy là có kim cương rồi. Rau củ mình giấm với lại kho quẹt. Trời ăn chay ông ơi. quên. Em thấy là đút thêm vài miếng dưa hấu nữa hết giờ là kịp luôn á. Trung xuống cũng không làm được gì đâu. Chào Kiwi, ok, cái câu hỏi đầu tiên của anh là... Đặt câu hỏi ham hết lên. Em không muốn làm chung với anh không? Em không muốn làm chung với anh không? Dạ, dạ không. Thật vô nghĩa. Bây giờ anh hỏi nhỏ cho em nghe trước đi. Anh muốn hỏi về cái cách để làm cái lá. Cái lá anh không biết nhận biết cái lá là cái nào. À, nhận biết lá lốt là lá nào. Ở trong tủ lạnh có mà. Nhưng mà cái cách để làm nó mềm và nó... Nó cái lá. À, ok. Lá này đúng không? Ít quá. Cái này là cái lá lốt đúng không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn cái này phải nấu hay sao? Để 2-3 cái lá. Đó, anh làm sao để cho nó có thể giữ chắc được cái nhân á. Anh để cái nhân ở giữa đúng không? Và anh cuộn lại. Rồi, ok. Anh cuộn chặt lại rồi á, thì mình sẽ bỏ lên chảo để mình áp chảo. Là nó chín, chứ bây giờ mình không có làm cho cái lá nó chín. Ok, không sao, để anh làm cái nhân trước đi. Bạn ơi, bên đây người ta làm nhân xong luôn rồi bạn ơi. Còn một câu nữa nên là em có thể ngồi nghỉ ngơi trong lúc mà anh suy nghĩ ra câu hỏi khác. Đúng rồi, mời. Ôi, mở ra. Trời ơi, Trung ơi, mở ra. Ê, bắt cái bếp lên bỏ bông miếng xả. Bắt đầu xả. Show quick. Wow. Anh Trung Cấp Phi có vẻ rất là thành thạo chuyện bếp nút đúng không ạ? Không chắc lắm nha. Anh giỏi ăn thôi. Mềm á hả? Tại vì bạn chiên cái này bỏ vô và chiên lại. Trời ơi, bên đây nó quá trời tài quầy luôn rồi. Chị thấy rò quá. Cái món này cũng không đến nỗi khó mà mọi người bầm nhuyễn hết tất cả mọi thứ, nhưng mà mọi người bầm nhuyễn cũng không xong. Ê, đúng là anh Vũ này anh không biết một cái gì luôn á. Bây giờ dạng sự là tùy du á, Trung Cấp Phi ơi. Trung ơi, hay là bây giờ mình vừa nấu mình vừa đọc thoại gì đó vui vui được không? Đó giờ nó độc hại lắm, nhưng nó không có đọc thoại được. Ủa vậy hả? Sắc vô tay bây giờ. Trung, em muốn mình có lực để băm những cái đó cho nó nhuyễn không?
Em hãy nghĩ đó là người yêu cũ của em. Em đi ra người ta phải xào xả vô ớt trước á, cho nó dậy mùi thơm lên, nó bỏ nấm vô. Dạ trời, giờ em bỏ dược diêu vô em bỏ. Diêu vô em bỏ. Ôi trời, nước lọc hả? Xin mời nhóm bạn của Steven và Trung Coffee. Nó làm cho anh mệt lắm. Dạ, thì chắc dạ. Dạ, gia đình. Trời ơi, giờ đâu có biểu quyết ở dưới rồi vậy? Gì vậy? Em bị tăng á. Ừ, em bị tăng động á. Không có đâu, thường thì các anh chị đều chia sẻ cho em cái phần trải nghiệm này mà. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Mời hai bạn mình nói về món ăn của mình ha. Rồi. Để chia sẻ một chút về cái món ăn này. Tiếng Việt có một cái câu á, đó là của ít lòng nhiều. Biết điều đừng ăn. Thì mặc dù cái món này là đúng là ít, không có quá nhiều, nhưng mà cái tâm lòng của nó là rất nhiều. Cho nên là hôm nay muốn chia sẻ cái món ăn rất là quý của em cho mọi người. Có nghĩa là món ăn trưng bày thì ít, nhưng mà tấm lòng ở trong đây thì rất là nhiều. Rất là nhiều. Cũng có một cái tấm lòng khác, tấm lòng ở dưới. Một cái thư cho mọi người. Wow. Ủa làm sao? Có hiên cái miếng nữa làm sao? Anh ơi, I love nhà mày. Ủa? Nhà này. Nhà mày. Em ơi. I love nhà này. Chọn mình nhé. Stephen Vũ. Cái này có gọi là một cái bức thư hối lộ không ta? Anh lấy cộng hành, anh cột lại làm trang trí. Đúng rồi. Đó. À, ở trong đây là cuốn tự dựng của ổng. Ngày hôm nay hồi đầu có thấy là những cái món ăn nó dựa trên là ngũ hành đó, kim mộc thủy hỏa thổ, thì bên đây cũng có một cái thông điệp muốn gửi đến kim chỉ nam của món ăn này, đó chính là cái sự mộc mạc. Có cái sự trang trí của những cái nhọn núi cao, nó tượng trưng như là sơn tinh. Nó có nước chấm, nó tượng trưng cho thủy tinh. Và ăn cái món này nó không chỉ giúp cho chúng ta đẹp da, cơ thể nó cường tráng, mà nó còn giúp chúng ta hạ hỏa. Hay quá. Qua món này chúng tôi cũng muốn thổ lộ là I love you. Yeah. Ủa anh như thiếu bằng kim. Thiếu bằng kim. Thiếu bằng kim rồi, thiếu kim. Kim chỉ nam của món ăn này. Mỗi một từ là người ta nhấn lên hết á. Tại vì món ăn không chắc là ngon lắm nên phải nói hơi nhiều xíu. Làm sao vậy? Chưa chấm nước mắm trước là như thế nào? Của ít lời nhiều. Nơ luôn rồi. Khi mà ăn mà không chấm nước mắm á, cảm giác nó thanh tẩy lắm. Không, nó thanh như là chưa bỏ miếng gia vị nào. Mình nên ăn ít bột ngọt lại để cho cái cơ thể của mình nó tốt sức khỏe. Đúng rồi. Vậy thì cũng không có một muối miếng đường nào luôn. Không có muối đường nào gì chân luôn á. Giờ mình nên đổi tên cái món này. Mẹt cuốn thanh tẩy. Nhưng nó thiếu vị cay. Thật ra nó có vị mặn là mừng rồi. Vũ chế biến á thì Buka cảm thấy lo lắm. Nếu mà bạn lây hoay với tất cả mọi thứ và mọi thứ bạn bầm nhuyễn ra, nó cũng không đâu vào đâu hết. Nhưng cuối cùng bạn đã làm lại và nó có một cái thành phẩm. Cái nhân xào rất là vừa chín tới, không có bị gọi là quá chín hoặc là không có bị sống. Như vậy là được rồi. Mình canh được cái độ vừa chín là mình đã quá hay rồi. Những nguyên liệu căn bản nó đều có đủ hết. Chỉ là mình chưa có cân bằng được giữa cái việc nhân và cái việc vỏ ở ngoài, để làm sao mình ăn cho nó tròn vị nhất có thể. Và một cái là nó bị dầu nhiều á, nên năm nay là mình ăn vào mình thấy nó bị dầu mỡ hơi nhiều. Kiểu mà một năm 365 ngày thì Vũ ghé đây có một ngày để nấu mình ăn thôi. Cho nên cũng không sao, không đến nỗi là bị máu nhiễm mỡ đâu. Giỏi lắm, rất giỏi. Cảm ơn. Mọi người có thấy chúng tôi có gì đó khác biệt không ạ? Chị thấy em điệu, quá điệu. Thật sự thì anh không quen hình ảnh này của em. Bồ hả? Người yêu hả? Không phải, hay em thích ta? Đơn phương. Không có. Khi ta ở hai diện đất nước ở, khi ta đi đất hoang tâm hồn. Một kim cương được không? Dạ được á. Em, con bé này nó trời ơi, nó dại trai dễ sợ luôn á. I love you.
Xin chào mọi người, mình là Quỳnh Tiên. Là bắt tay nhau đúng không? Tình cảm tôi dành cho anh là chân thật mà anh đối đãi nó như vậy sao? Mình là Ngọc Loan. Từ từ đi. Em là diễn viên Ngọc Hoa. Em quá trang em diễn kịch đúng không? Bạn tên Ngọc Loan. Cái Ngọc Loan đó là tiếng miền Tây á. Anh học trường Thoại Ngọc Hầu đúng không? Hoại Ngọc Hầu chứ không phải là Hội Ngọc Hầu. Cái này là gì vậy Tiên? Nấm rơm. Em nói với anh rồi, anh đừng có học tiếng Việt từ em. Hỏi ba câu hỏi. Chứ thật ra là anh kêu Trung xuống cũng không làm được gì đâu. Ủa gì đó? Thế mạnh của Trung là hoạt ngôn, cho nên là ngôn ngữ sẽ rất là nhiều, hỗ trợ người bạn của mình nha. Ok. Nhường cho anh. Trời ơi sao em chắc em trả lời đúng được. Bên đây đọc thêm một bài thơ nữa có được tặng thêm một viên kim cương không? Không. Trả lời cho vui. Thì vui rồi. Hồi nãy mà vui vậy là có kim cương rồi. Trung, em hay nghĩ đó là người yêu cũ của em. Em thấy là đút thêm vài miếng dưa hấu nữa hết giờ là kịp luôn á. Trung xuống cũng không làm được gì đâu. Cùng đón xem nhấp nhá tùy tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.